Rồi, đầu tiên là mình vào Facebook của mình nha. Rồi. Rồi. Sau khi mình vào Facebook thì trên góc màn hình trên bên tay phải nó có cái tấm hình này nè, mình bấm vô. Rồi, kế bên đây nó có cái hình đây là Facebook cá nhân của mình, còn phía bên tay phải đó là Facebook có cái hình nhỏ ở đây chính là trang fanpage của mình, là trang Facebook á. Mình bấm vô đó một cái. Để cho nó chuyển qua cái trang Facebook. Sau khi nó chuyển qua rồi, mình bấm vô cái hình. Bấm vô cái hình của cái trang Facebook đây. Đó. Là để cho nó vào cái trang Facebook của mình. Trang của mình ở đây tên là Taxi Lộc Ninh, Taxi Bình Long, Taxi Lộc Ninh Bình Phước. Rồi, mình kéo xuống dưới đây ha. Cái chỗ này á, thì nó cho mình là viết viết bài để quảng cáo. Mình có thể nhập nội dung ở đây. Hình ảnh thì mình chọn đây, viết xong thì mình đăng lên, giống y như mình đăng bài trên trang cá nhân vậy. Đó. Sau khi mình viết bài xong thì nó sẽ hiển thị bài viết ra. Bài viết đây. Đây là bài mà em đã viết đây, bài này em đã viết đây, thì có nội dung và hình ảnh. Rồi mình muốn quảng cáo bài nào á, thì phía dưới của bài viết này có chữ nào quảng cáo bài viết đó. Như cái bài này thì mình đã quảng cáo rồi, thì nó sẽ ghi là quảng cáo bài viết của bạn đã được phê duyệt nè, là bài này của mình đã chạy rồi nè. Đó, nếu mà mình muốn quảng cáo bài khác á, thì mình viết bài khác, mình quảng cáo phía dưới bài viết có chữ là quảng cáo bài viết, bấm rồi. Rồi, quảng cáo bài viết đây. Cái chỗ này thì nó có tự động và tương tác. Thông thường thì mình sẽ chọn là một là tin nhắn, còn hai là tương tác. Trường hợp này thì anh chọn tương tác nha. Rồi. Để mình lấy lượt tương tác á. À, muốn lấy tin nhắn thì mình chọn cái trên. Rồi mình kéo xuống đây. Cái này là vị trí quảng cáo. Vị trí quảng cáo của mình đây là Bình Long và Bình Phước. Đây là Bình Long, Bình Phước và Lộc Ninh, Bình Phước. Đây là vị trí quảng cáo của mình. Rồi muốn tạo vị trí mới thì mình có thể tạo mới đây vị trí khác. Hiện tại thì đang lấy vị trí này. Cái này là tiền chạy của mình. Tiền chạy và số ngày chạy. Đây thì anh cài đặt là 190.000. Chạy cho 4 ngày. Thì mỗi ngày thì nó chạy khoảng 50.000. 5 x 4 là 200, này 190 gần 50.000. Rồi. Tại do Facebook này của nó sẽ tính thuế của mình đó. Tính thuế của mình là 5% khi mình chạy 190, nhưng mà thực chất thì mình sẽ trả là 199.500. Rồi mình đừng có cài 200 nha, mình cài 200 thì cái tổng tiền của mình lên tới 200 mấy thì mình phải nạp 200 mấy, chứ mình nạp không đủ tiền cho nó chạy thì nó sẽ bị quá áp. Hiện tại thì số dư của mình là có 200 ngàn đây. Ví dụ mình muốn chạy bài khác nữa thì mình có thể bấm vô đây để mình nạp tiền thêm. Thì 200 này đã chạy cho cái bài trước đó rồi, thì mình muốn mà chạy bài mới thì mình có thể nạp tiền thêm. Bấm vô nạp tiền. Rồi chỗ này là số tiền mình cần nạp. Thì mình có thể là ghi là 200 ngàn. Rồi. Hình thức nạp thì mình chọn là Momo nha. Nếu có Visa mình chọn phía trên, còn không mình chọn Momo phía dưới. Xong rồi mình bấm tiếp theo. Đó, cái này thì nó sẽ liên kết Momo, liên kết với cái Momo trong cái liên kết Momo trong cái Momo của mình. Đó, thanh toán bằng ví Momo, mình bấm vô thanh toán.
Thì tại cái máy này nó đang là Momo của anh. Đó. Cái chỗ này mình bấm xác nhận thanh toán nữa là xong nha. Cái này là Momo của anh, tại chỗ cái điện thoại này là Momo của anh nên nó sẽ liên kết với Momo của anh. Nếu mà điện thoại này Momo của em thì nó sẽ liên kết với Momo của em. Em bấm xác nhận em thanh toán đó là xong. Đó. Sau khi thanh toán xong á thì cái số tiền của mình nó sẽ tăng lên thôi. Rồi, số tiền tăng lên ha, cái này là anh trả về tại mình không có thanh toán nữa. Rồi anh không thanh toán thì anh trả về. Rồi anh vô lại cái Facebook này. Sau khi mình thanh toán á, thành công á, thì cái số tiền này của mình nó sẽ tăng lên. Ví dụ như mới nãy mà mình nạp 200 vô nữa thì số tiền của mình ở đây nó sẽ cộng thêm 200 nữa thành 400 để mình quảng cáo bài viết này. Sau khi số tiền của mình ở đây nó tăng rồi đó, mình bấm vào quảng cáo bài viết ngay là tự động là nó quảng cáo bài viết đó thôi. Mình bấm vào quảng cáo bài viết là được. Mình quảng cáo bài viết ngay để mình quảng cáo cái bài viết đó của mình là xong. Đó, đó là cách nạp tiền vào quảng cáo. Rồi em sử dụng chỗ nào không biết thì hỏi anh nha.